Đây là chùa Mẹ Đông Hải theo cách gọi của dân gian của người dân tỉnh Bạc Liêu. Mà thực chất thì chùa này có tên là chùa Hưng Thiện. Mọi người có thể thấy quang cảnh cúng bái ở đây không có thua gì với loại chùa Mẹ Nam Hải ngày hôm qua mình đi. Ở đây là chùa Mẹ Đông Hải. Tín đồ Phật giáo ở đây cũng rất là đông. Mặc dù không phải là ngày rằm hay ngày lễ nhưng mà lượt người đến viếng thì khá là đông.